Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tamarine. Tamarine mỗi tuần một câu chuyện. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan thư viện lớn nhất Toronto. Đây cũng là lần đầu tiên mình tới thư viện này, nên mọi người cùng khám phá xem bên trong có gì nha. Thời tiết hôm nay khoảng 8 độ C, nhưng có gió nên sẽ cảm thấy hơi lạnh hơn xíu. Hôm nay mình đi có một mình nên không có ai quay phim hay chụp hình cho cả. Toàn thành phố có hơn 100 thư viện công cộng để mọi người có thể sử dụng và mượn sách. Nhưng thư viện này sẽ hơi khác hơn thư viện thông thường. Sách chỉ có thể sử dụng tại chỗ và dành cho mục đích nghiên cứu. Bên Canada có rất là nhiều cánh cửa để đi vào tòa nhà để tránh cho gió lạnh thổi vào. Đây là bên ngoài của thư viện. Và là thư viện công cộng nên mọi người có thể ra vào dễ dàng. Theo thông tin mình tìm hiểu được thì thư viện chính thức mở cửa là vào năm 1977. Thư viện có tổng cộng 5 tầng với những loại sách khác nhau. Nói chung thì thư viện rất là rộng và có nhiều chỗ để mọi người học hay làm việc. Mình đi lên tầng 5 bằng thang máy và đi nữa sẽ đi thang bộ xuống các tầng để tham quan. Nhìn từ trên cao xuống thì thư viện rất đẹp. Những phòng kính như thế này sẽ là nơi yên tĩnh để đọc sách. Còn các không gian mở thì mọi người có thể thảo luận đôi chút. Tuy vậy không gian vẫn rất là yên tĩnh. Mình đi quay mà không dám nói to vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Tuy là ngày thường nhưng mà thư viện cũng rất là đông người. Sau khi đi một vòng tầng 5, bây giờ mình sẽ dùng thang bộ để đi xuống tầng 4. Đi lòng vòng ở tầng 4 thì mình thấy kệ sách tiếng Việt nên ghé vô xem. Có rất là nhiều sách nói về cuộc đời của những người nổi tiếng. Tình cờ thấy quyển sách này. Và trong sách có câu: đôi khi chuyện xảy ra trở nên tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa nếu chúng ta lên kế hoạch trước cho đời mình. Có thời gian chắc mình sẽ order quyển sách này ở thư viện gần nhà và đọc xem coi quyển sách này nói gì. Đi vài vòng thì mình ngồi xuống nghỉ xíu. Nhà mình mà gần đây thì chắc mình hay ra đây ngồi học lắm.
Sau một vài vòng đi loanh quanh cái thư viện thì mình đã đi hết 5 tầng. Cảm ơn các bạn đã xem video đến bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Bye bye!